Xin chào quý vị. Hôm nay là tôi review lại, đánh giá lại cái hiệu lực của cái sản phẩm Linosingon của công ty chúng tôi phân phối trên cái đối tượng là rệp phấn. Thì giống như trong cái kênh trước thì tôi chia sẻ thế nào là gọi là rầy, thế nào gọi là rệp rồi ha. Và hôm nay là đã thí nghiệm được 36 tiếng, nghĩa là 1 ngày rưỡi. À, thì đã phun cái Dinosingon này với liều là một gói cho một bình 25 lít, nhưng mà bình của tôi là bình có 8 lít thôi, cho nên tôi lấy cái dùng cái pha dung dịch gốc, sau đó là rót lại vô 8 lít nước phun. À, thì cái đoạn clip trước chúng tôi đã chia sẻ rồi, dấu hiệu thế nào là nó đã chết, thế nào nó còn sống. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái test nghiệm đây. Đây là cái vết mà trước đây hồi nãy là tôi kiểm tra nè. Đấy, thấy không ạ? Bà còn thấy không? Anh em thấy không ạ? Đây. Đã quẹt là đã mất sát rồi, nó không còn chảy ra cái nhựa màu vàng nữa. Màu vàng nữa. Thì chứng tỏ là nó đã chết khô rồi. Đây. À, đó. Đây, vậy là cái này còn sót nè. À, như vậy là sống nè. À, như vậy là còn sống nè. Đó, như vậy là chết nè. Như vậy là cái khâu này là chúng ta phát hiện ra một điều nữa là do vấn đề quá trình phun xịt đó, nó không đều nè, thấy không nè, bên đây chết, bên đây chết, bên đây lại sót. Thì gì cũng dễ hiểu thôi, tại chúng tôi phun bằng cái bình 8 lít mà, thì cái áp lực nó không có đều hết, và cái kỹ thuật phun thì cũng sót. Đây, cái đó là đây là chết đẹp nè ha, là chỉ còn có một cục này nó còn sót. Ừ. Đấy, và đây là chết hết rồi ha. Đó, chết sạch. Thì cái cây này với mật độ như vậy là rất là cao, và nếu mà không phòng trừ hiệu quả đó thì nó sẽ chết khô cái gì. À, đây vậy là cũng sót nè, còn một cái cụm này nè, thấy không? Đó, trong cái đó là phần trên là chết sạch hết rồi. Thì chính là những cái chia sẻ với anh em bà con là khi phun cái đối tượng này phải phun thật là nhuyễn và phải quơ thật là kỹ. Đây, đó là những trường hợp là chứ để trường hợp là nhiều bà con cũng như ngay cả anh em thì kỹ thuật cũng bị hoang mang, bởi vì do đây là phun sót khi ra thăm vườn thì không có kiểm tra kỹ, thì nói là nó thuốc này nó không hiệu quả, nhưng thật sự là nó do vấn đề chúng ta kỹ thuật phun là rất quan trọng. Thằng này là nó không di chuyển nhau cái gì, và nó không có là chết mất xác, cho nên nó còn xác. Mình kiểm tra nó bằng cách này ha, bằng cách này đó. Thì đây là những cái ghi nhận của chúng tôi đây, cho nên như vậy. Chỉ có chỗ này là sót ha, còn nguyên cái dãy này là đều chết đẹp hết nè, khô queo hết nè, thấy chưa? Đó, nên em lưu ý nha, bà con cũng lưu ý giùm điểm này.